Quyền Linh và Hồng Vân xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Trong vàng có anh đây chưa đơn. Ừ, quay tôi phát truyền hình luôn. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ. Tôi với ông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Chứ bây giờ hạp cả quá rồi. Xin mời nhà trai. Ơi, hoành tráng quá. Bây giờ thì xin mời nhà gái. Rồi. Sông vàng có anh đây chưa đến. Bên Ninh Kiều anh đứng đợi triền miên. Nhiều khi muốn dứt bỏ muôn phiền. Tháng năm tự nhủ họ. Chứ tháng năm tự nhủ kiếm tìm làm chi. Ơi ơi, hò miền Tây á, biết hò không? Hò lại đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, miền Tây. Chào ai? Hồng dạ, Vân. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Giận rồi, tôi giận. Dạ, em là người miền Tây, em biết hò. Rồi, hò đáp liền. Có một vài câu hát em muốn hát. Có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau, ngày nắng quanh năm trăng sâu, mà ngày mưa chỉ một ngày. Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay ngang. Đừng quên đôi môi anh mơ, hay rụng nỗi trăm lần. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh. Và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc để giờ này lại chia tay. Ôi ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn mới ghê. Hay khuya luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lần đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân. À, anh Cát Tường, bạn nam. Dạ, dạ anh Quyền Linh, bạn nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điệu phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó. Và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á, thì chỉ có nơi đó có nhiều núi và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai video clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là nhũng nhiễu đó hả? Dạ, nhiễu nhão. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là nhiễu nhão, là nhiễu sóc. Bây giờ vậy nè, Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em làm bên lĩnh vực du lịch Thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Vậy đó hả?
hai em, bạn này có một cái giống em ơi, nhau. Em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. À anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha, em sẽ dẫn mọi người Cần Thơ, đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ có nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Tiếp hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi dông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Chứ bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ ngơi xíu ha. Rồi các ngồi bạn đi. Mình giao lưu với nhau đi hai hả? Hai đứa giao lưu đi. Trực giới thiệu luôn. Đi huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai trước đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh. Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Vì 30 tuổi như tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ, em đi học, hệ vừa học vừa làm anh ơi. À, dạ. Rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi, có hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tư Trọng á anh. Gần cái hẻm một chịch nấu chao mà của ông Thành Giao á. À, hẻm Lý Tư Trọng. À trời, gần chỗ anh này nghe, anh cũng ở Cần Thơ ở Ninh Kiều, anh ở hẻm 56/14 gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Trời, cái này để em tìm hiểu chắc, lại. Chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con vậy trời. Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Không, quê em ở An Giang. Anh lộn, nãy em có nói rồi, An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi. Đúng rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. Em nói trước dạ. Đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè, có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Chính vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo bà ba thì hôm nay vậy thôi, dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay dễ mũi lòng á, ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá. Em diễn em, hơn nhân vật nữa, dạ, khóc hơn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa đâu không em? Chắc dạ. Chắc nhây dữ lắm phải không? Dạ, cũng có nhây. Độ kia cũng dữ lắm phải không? Dạ. Anh, tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó bài cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì như nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm, mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác. Học anh... luật chắc là khô khan lắm anh, người ta hay nói luật là khô khan. Không, anh học luật không khô khan đâu, anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cái đàn nhưng anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu, em thích nhạc boligo, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Dạ, anh thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy, em biết làm công việc nhà này kia đâu không? Dạ, em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì gì cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm á thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có cái anh cũng siêng tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Xấu anh? Tật xấu của anh thì anh không biết nữa, anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có là cà quán xá nữa, nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Cái đó chưa phải tập. Mà tháng này á, là ngay cái đợt này á, là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hộp món quà vui lắm. Ý nghĩa nữa. Dạ. Anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? Đó có nhiều tật xấu. Em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm nghe, là hay quấy mũi nè, hay cắn móng tay nè. Nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu lâu cũng hay dò đầu ngõ này, là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem tivi luôn, là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn á, hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi. Không biết là anh có nóng tính không à? Anh thì là người không có nóng tính.
Lý do tại sao lại bị ế? Dạ, tại vì chắc tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ á. Nghĩ hả? Em có mấy mối tình rồi? Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học. Kể là chuyện hồi nhỏ rồi. Dạ, lớn lớn chút đi. Tiểu học, dạ từ từ anh. Tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6. Lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi à. Chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em rồi, mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa, chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Thì có sinh hoạt đoàn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai nói cái gì? Là chắc cũng xin đó chị à. Dạ em hỏi đi. Có, các bạn có. Bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là nó đi đơn phương không mà vậy chắc là anh cùng là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là trai tăng. Thiệt anh là trai tăng. Rồi còn em sao em nói luôn nè. Có hùng con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hung nhau mà. Rồi lúc đó em cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Ờ. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi. Nhìn mấy bạn nữ thích xinh đẹp nữa. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tang chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. À, anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói ngủ đi dưới mưa thôi, chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết dạ. Bây giờ đang cảm sao nguy hiểm. Mình ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình nên cũng không biết luôn. Dạ, thế là đang hầu như là bị phụ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình em. Tao thử tả thôi coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em. Là người truyền thống mẫu gia đình. Ngày xưa là mẹ rất là đẹp. Mẹ là mặt tròn, da trắng và tóc cũng dài. Nói chung là mẹ đẹp như, phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ, là nếu mà giống như mẹ càng tốt. Còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng khùng á ha? Dạ không sao, hai đứa khùng cũng không có gì hết, nhưng mà cái đó là vui thôi. Vui dạ. Bên kia là sao? Em á thì nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và dạ, chúng ta có quyền thất bại nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh mình em có gia trưởng anh không là anh? Người không có gia trưởng đâu. Anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ. Nhưng mà anh cảm. Cũng có đôi lúc cũng truyền thống nữa, nói chung đừng hở hang quá, cần giấu thì giấu chỗ nào cần, nói chung là đẹp khoe xấu che. Đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Con gái đi với anh. Dạ, em đi với bạn thân của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh. Em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Theo quan sát những gì anh nói á, thì em thấy á, anh này á, anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Thì xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai. Mà đàn ông hay không thì mình không biết. Mình phải check lại mình mới biết là đàn ông hay không. Anh thích đất được 10 cái.
Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn. Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh, xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đợi bạn em nó ngại lắm, không hỏi đâu, là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nó như vậy đó, rồi anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta? Em cứ ví dụ hỏi. Như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa chứ không phải là một riêng một mình cái bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, được thông cảm em nha. Lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình không đó. Nói nữa em nói nữa, em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi kỳ kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha. Mai mốt mà gặp ngoài đường là không có giận đó, mà lỡ có hành là không có chắc, là không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường à, đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe, mình khỏi khỏe nói. Khỏe lắm, mình ngồi mình cứ relax rồi sung sướng rồi. Chung là không, cũng có nhiều ý hay. Em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ, em đi xe đò. À, anh với ba là đi xe cá nhân, đi bốn bánh là mấy tiếng luôn không, đi xe máy thôi. Trời tưởng là bữa nay đi với ba đúng không? À, tức em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba rồi để ba nói nè. Dạ, ba. Chào MC Quyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được chú. Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng cũng hợp, mà cái thì nó cũng hơi ấy, hợp là hợp. Nó nhiều quá, hai người cũng có nhiều quá. Hay đó, nó hơi lạc vấn đề đó, nó bị lạc đề không, nhưng mà vui mà chú nói thôi chứ nó giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa thôi, ai hỏi hay nói đừng có chen vô. Nói bây giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. Rồi cảm ơn chú, thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi, đi mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Cởi luôn. Chào em. Dạ, chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. Anh có... Ông bóp cái gì vậy ông? Ông chưa tặng ông bóp quá vậy. Không biết em có sợ sâu không? Dạ. Dạ không, ngày xưa em bóp sâu miết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu, tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó hoa dâu. Dạ, em cảm ơn anh ha. Rồi, cảm... Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. Anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. Em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Cảm tặng anh chiếc khăn rằn. Chiếc khăn rằn này thì nó... dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Yeah. Đi chơi và để làm trang trí luôn anh ha. Anh cũng hiểu cái khăn rằn này mà, cái truyền thống của người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi cái ảnh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé. Rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là để nó kể nguyên lịch sử cái bó dâu đó. Đừng nói mang hết 30 trái dâu trên đây nha anh. Đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được, cái đó để sao ăn cái đó, sao đi. Cái đó chấm mưa ớt ăn ngon lắm. Không có gì mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt, không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Ừ, anh có sở thích ăn vặt hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh, mình ngồi nói chuyện cho dễ ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh xin hả? Anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu. Dạ. Điều phụ lấy giá gương, tại vì vô á em hò em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, với anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn, anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn, tại vì anh học văn cũng được. Thôi mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề bây đó. Giờ em thấy
cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em là 90% là người mẫu lý tưởng của anh. Tóc dài, có, đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ đang nói về hợp cái gì ta? Em cảm nhận như thế nào vậy em anh? Em cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cái cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không đúng. Phải vì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ và không đúng. Có. Rồi bây giờ thế này, một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn, mình nói. Dạ. Bước tới nhìn cô ấy nói đi. Anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự á, cầm tay em rất là ấm, cảm giác rất là thân thuộc, là làm như là mình gặp có duyên ở gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi trở về vị trí, mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ được ạ. Cảm ơn em. Các bạn có 3 tiếng đếm được quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá, tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về nhà có thể. Thứ hai là cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh. Cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, một nơi nào đó nha.